một củ khoai có mua được áo da hay không? Rất nhiều anh em khởi đầu đam mê áo da của mình với ngân sách khoảng một củ. Vậy thì với mức giá này thì anh em có thể sở hữu những mẫu áo da như thế nào? Với ngân sách như thế này thì anh em sẽ chủ yếu sở hữu các sản phẩm áo giả da. Tuy nhiên các sản phẩm áo giả da hiện nay có mức giá không hề rẻ. Với ngân sách khoảng một củ thì đối với sản phẩm áo giả da anh em chỉ sở hữu được một chiếc áo giả da với mức độ trung bình. Lựa chọn thứ hai là sản phẩm áo da thật. Với ngân sách khoảng một củ thì anh em sẽ sở hữu những sản phẩm áo da si, áo da hàng thùng. Đây là sản phẩm đã qua sử dụng, ở rất nhiều thợ si, thợ đồ cũ cũng có các sản phẩm này. Ngoài ra cũng rất nhiều các hội nhóm group Facebook cũng livestream bán các sản phẩm áo da si, áo da hàng thùng với ngân sách khoảng một củ. Theo quan điểm của mình, với ngân sách khoảng một củ thì anh em nên cân nhắc sở hữu một chiếc áo khoác khác, không phải là áo khoác da. Nếu anh em muốn mua một sản phẩm áo da chất lượng thì nên cân nhắc ở một mức giá khoảng từ 3 đến 4 triệu.